Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 8 năm 2023. Thì bên Việt Nam là ngày 15 tây tháng 8, coi như chúng ta đã đến giữa tháng 8 rồi, còn khoảng 2 tuần nữa thôi là tiễn biệt tháng 8 ra đi. Và sau đó chúng ta còn khoảng đâu 3 tháng rưỡi nữa là đến Tết, hết năm 2023. Và sẽ bước vào năm 2024. Lẹ quá. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Thời gian thấm thoát trôi qua rất là nhanh. Thôi, cứ tiếp tục mời cà phê nha các bạn. Đây, mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Không có lúc nào sướng bằng uống được những cái giọt miếng cà phê vào trong miệng nữa các bạn. Đã lắm. Thật ra cà phê thì nó có rất là nhiều loại, nhưng mà cái loại mà uống mà em thấy ngon á, thơm á, là cái cà phê cất chồn. Cất chồn nha các bạn, chứ không phải là hương chồn. Cà phê cất chồn, người ta cho những con, cái anh đó đó, cái ông đó đó, ông lấy những hạt cà phê, ông cho những con chồn ăn xong ị ra, xong lấy cái hột đó đó đi sấy làm cà phê. Ngon lắm, không biết tại sao mà nó ngon đến nỗi như vậy á. Và sau này nó ra cà phê cất ngựa, cất hột tùm lum á các bạn. Em hình như cất dê hay gì đó, sau này nó ra những cái món cà phê đó là như em nhớ không lầm là như vậy. Chứ bắt đầu vô là có cà phê cất chồn. Nha. Thì hôm nay muốn cập nhật một số thông tin để em coi coi bên Hawaii bây giờ người ta cũng đang lo lắng bên cái vụ Hawaii, cái chữ trái bên Hawaii á các bạn. Thì để em coi bây giờ, hiện tại bây giờ là đã 96 người chết rồi các bạn. Có khoảng 96 người chết ở bên cái đảo Maui rồi các bạn. Cho nên các bạn cũng thấy đó, cuộc đời này mình đi du lịch chơi hay gì đó tự nhiên đùng cái chết cháy, 96 người đã mất. Tội lắm. Thì hôm qua có nghe bác kia kể lại, nhưng mà em không chưa có đọc cái tin tức, không biết bác lấy cái tin tức đó từ đâu, cái thông tin đó từ đâu ra. Cái tin tức á, bác nói có gia đình có 4 người đang đi chơi dưới biển cái đảo đó đó, thì tự động có một người đó kia nhảy xuống biển mà trốn liền đi ở đó đó. Cho nên ở đây cháy hết 4 tiếng đồng hồ rồi, có sau đó có những cái người cấp cứu họ đã tới, họ cứu vớt 4 người đó lên vì mà sống. Cho nên lúc mà cháy đó thì mình núp ở dưới đó, tại khói rồi bịt mù lắm các bạn. Nhưng mà không biết làm sao mà sống được, 4 người đó sống sót, cái gia đình đó 4 người sống sót. Thì nghe kể sơ sơ thôi chứ em không chưa có nắm rõ tầm hình, cái tình hình như thế nào. Thì ngoài cái chuyện đó ra thì còn những cái chuyện khác nữa nè các bạn. Em xin cân nhắc lại là những người nào mà đi du lịch qua bên khu Bô Sa này đây, khu Phú Lộc Thọ này đây, phải cẩn thận. Đừng, nếu như mình đi chiếc xe nhỏ đó thì cái trong cái chân của mình á, thì mình có đóng được nó, cái người kẻ trộm nó không có thấy được đúng không? Còn mà đi những chiếc mà SUV hoặc xe van á, mình để những cái hành lý của mình ở đằng sau á, thì nó có thể nhìn vô cái kiến, nó thấy được trong nó có hành lý. Cho nên khi mà mình đi những cái xe SUV hay là những cái xe van á, nhớ đừng có bỏ hành lý trong xe, bất cứ cái gì nó cũng đập hết. Ngày hôm kia ca sĩ Phạm Thanh Thảo đi mướn xe đi qua đây chơi, mà bằng đi mướn xe chạy tới khu T&K, chợ T&K đó, thì vừa vào thôi chừng đâu chắc mấy chục phút đó, đi rồi đi chợ đi mua gì đó không biết, đi ra bị đập kiến bể hết và bị mất hình như là bóp LV rồi những cái mấy cái đồ mà mới vừa mua trong South Coast Plaza mới vừa ra đó các bạn. Cho nên các bạn khi mà đi qua khu, bất cứ khu nào cũng vậy, thì mình phải cẩn thận, mình phải cân nhắc mình là đừng có để những cái hành lý trong xe để cho họ nhìn thấy. Nếu như mình đi xe con, xe nhỏ thì mình đóng cái chân một cái cốp rồi thì họ không có thấy được trong đó mình có đựng cái gì trong đó, không có thấy được. Còn xe bự thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy thôi. Cho nên phải cẩn thận những cái sự việc đó nha. Không thôi là bị vừa mình đi xe mướn thì mình bị đập kiến thì họ, cái tổ mà công ty xe họ sẽ đổi xe khác cho mình, chứ họ không có bắt mình bồi thường. Tại trong đó có cái phần bảo hiểm rồi, nhưng mà cái lỗi này cũng không có phải là lỗi do mình, cho nên cũng không có bồi thường cho bạn. Cái đó là cái phần mướn xe bên đây nó là như vậy đó. Thì trở lại cái câu chuyện của Hồng Loan các bạn.
Thì có một cái bài báo thì em cũng đã thấy, trước khi mà nói gì đó thì trước khi mà cho nói với anh Vũ Linh đó các bạn, thì bên Việt Nam sắp tới đây sẽ làm một cái ngày lễ đại tường cho chị Phi Nhung. Nhắc tới chị Phi Nhung này là cho cái lễ đại tường đó bạn. Cái lễ đại tường này sẽ tổ chức tại chùa Pháp Lạc nha các bạn, vào ngày 2 và ngày 3 tới tháng 9 năm 2023. Thì em xin nhắc lại như vậy thôi, là sẽ có cái lễ đại tường cúng thất cúng đám giỗ 2 năm của chị Phi Nhung tại đó, vào ngày 2 và ngày 3 tới tháng 9. Thì ai có yêu thương chị Phi Nhung thì hãy đến nha. Cái câu thơ này rất là hay nè các bạn. 52 năm đã nặng tình, thân tan đố mộc lìa cành thiếu chiếu thu. Bình yên đất đón Nhung về, bình yên thôi nhũng thị phi lạnh lùng. Đó, rất là hay. Thì ngày 2 và ngày 3 tới tháng 9 này, sắp tới đây còn là khoảng độ 2 tuần nữa thôi thì sẽ có cái lại cái lễ đại tường. Thì bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của anh Vũ Linh đây. Thì các bạn cũng biết đó, là anh Vũ Linh lúc mà còn sống á, thì anh rất là kín tiếng, không có bị dướng vào những chị thị phi nào cả. Thậm chí em của anh dùng tiền của anh hại anh như thế nào, anh cũng không có mà biểu lộ ra gì hết. Tới lúc mà những người mà lúc mà nói chuyện á, ngồi trong phòng quay phim Hồng Phượng hay bất cứ ai quay phim, cái ông mới nói đó, bà Sáu này ăn tôi hết 5 căn nhà, ăn tôi ngàn ngàn lượng vàng. Những cái khúc đó ảnh mới nói thổ lộ thôi, chứ không ông ảnh không bao giờ mà ông lên ông lên mạng ông nói này ông than này than nọ hết, cái gì ông cũng bỏ qua hết. Cho nên chính cả bà Sáu bà cũng nói mà tôi nhân vào năm 2005 hay là 6 gì là 7 gì đó, trong 2-3 năm đó đó, thì tôi đã từng thất bại, tôi chơi làm ăn thất bại, chắc là cờ bạc thất bại gì đó. Thì cờ bạc cũng thất bại nhiều hơn là thắng nha, mà thì đã làm mất đi cái căn nhà từ đường, và anh của tôi đã bỏ qua cho tôi, tha lỗi cho tôi, và khán giả lúc đó đó đã đem những chén cơm đến tặng cho tôi đó. Chính miệng bà nói trên đó, trên bài báo. Thì cái bài báo đó bà trích lục lại trong cái phần mà sao nói ngôi của năm 2017 đó các bạn. Trong cái hậu trường đó, người ta phỏng vấn bà như vậy. Thì bây giờ có cái bài báo này nói về anh Vũ Linh cũng cũng khá là hay, thì em xin đọc sơ sơ cho các bạn nha. Cái bài báo này nè các bạn, thì chắc các bạn đã thấy rồi, nhưng mà mình trong đây nó có cái phần cũng rất là hay, cho nên mình phải đọc lại cho các bạn hiểu biết thêm đây nha. Đó là câu trả lời của ngôi sao cải lương Vũ Linh khi có người hỏi anh ý thích về màu sắc. Hai màu trắng và đen hiện nay được xem như mốt của giải trí. Như thế chứng tỏ về mặt thẩm mỹ, ý thích của Vũ Linh không xa rời thực tế, phải không các bạn? Ở lĩnh vực sân khấu, nhất là sân khấu cải lương, Vũ Linh nổi tiếng khi giữ vai chính trong các vở Nước mắt bạo lực, Bàn thờ tổ của một cô đào, Tình yêu và tướng cướp, Sa phu đi sử, Hòn vọng phu, Nắng sa xê đa, Vũ áo bụi đời, Những đứa con oanh nghiệt, Lương Sơn Bá chúc anh đài, và đã được trao tặng các danh hiệu diễn viên được yêu thích nhất, diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang. Trong những năm sân khấu cải lương đang thịnh, sự nổi tiếng của anh bên sân khấu đã giúp anh nhiều thuận lợi khi bước sang lĩnh vực ca nhạc. Chỉ trong vòng 2 năm, năm 1993 tới 1995, Vũ Linh đã được các hãng băng mớ thu trên 50 ca khúc và đã ra được vài album ca nhạc riêng cho mình. Một con số không nhỏ so với các nghệ sĩ cải lương hát tân nhạc năm 1994. Trong chuyến lưu diễn 1 tháng tại Úc, Vũ Linh được cộng đồng người Việt nơi đó hoan nghênh rất nhiều trong các trích đoạn Lương Sơn Bá chúc anh đài. Mời các bạn tìm hiểu một chút về chàng nghệ sĩ mà các bạn yêu thích, mến mộ này. Tên thật của anh là Vũ Linh,
Không đâu, Linh chỉ là tên trong gia đình, gọi anh từ thuở còn nắm đâm mới biết đi. Bé Linh còn tên trong chứng minh nhân dân là Võ Văn Ngoan. Một cái tên thật hiếm, phải không? Năm nay Vũ Linh đã 38 tuổi mùa xuân. Trôi qua cuộc đời, nếu tính theo tuổi ta, Vũ Linh đã xuất sắc 40 tuổi. Linh con trai thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Nghệ sĩ Diệu Hiền là người thảy đầu bên dẫn dắt Vũ Linh vào con đường sân khấu. Đoàn Hoa Thế Hệ là nơi Vũ Linh chính thức xuất hiện lần đầu trước khán giả. Cái phần này mới là quan trọng nè các bạn. Bạn diễn hợp ý Tài Linh, Thanh Thanh Tâm. Tài Linh và Vũ Linh và Tài Linh đã từng là đôi bạn diễn được khán giả yêu thích. Bạn thân ca sĩ Lê Tuấn. Bạn đời Vũ Linh đã từng lập gia đình và hiện đang sống với con gái duy nhất tên Võ Thị Hồng Loan. Sau những giờ thu băng biểu diễn ở sân khấu, Vũ Linh thích nằm nhà xem video giải trí. Anh hút thuốc nhưng không mặn với rượu. Thỉnh thoảng bị người quen ép lầm, ép lắm, Vũ Linh chỉ nhấp chút bia. Món ăn Linh khoái khẩu, canh chua, cá kho. Thời trang yêu thích chemis và quần Âu. Thỉnh thoảng đến những lễ tiệc quan trọng, Vũ Linh mới mặc veston, mặc đồ vest. Thì các bạn thấy đó, ảnh lúc mà 38 tuổi, ảnh nói là ảnh đã từng lập gia đình và hiện đang sống với con gái duy nhất tên Võ Thị Hồng Loan. Con gái duy nhất nha các bạn. Đó, thì các bạn không thấy rồi đó. Cái thời điểm đó, năm 38 tuổi là anh Vũ Linh thích nhất là trắng và đen. Tức là trắng đen, tức là black and white đó các bạn. Black and white. Có cái phim Men in Black rất là hay. Phim đó là phim mà người Mỹ, phim của Mỹ đóng. Đó là Will Smith đóng phim đó rất là hay, cũng là trắng đen luôn các bạn. Thì các bạn thấy đó, trong cái tờ báo này nói rõ là sống với người con duy nhất đó là Võ Thị Hồng Loan. Nếu như vậy thì những người kia tại sao phải dành những gia tài, ủa tại sao bây giờ đổi qua tiếng Tàu luôn rồi tại sao phải dành những gia tài với con của mình, tại sao phải lên nói rằng là Hồng Loan là con nuôi, Hồng Loan này nọ các bạn, tại sao phải nói lên những chứng đó mà trong khi đó là không có ai hỏi đến là Hồng Loan là con nuôi hay con ruột, nhớ tự động Hồng Phượng lên nói như vậy đó. Ủa nói như vậy làm chi vậy, đúng không? Thì trong cái chuyện lùm xùm của anh Vũ Linh, cái chuyện mà tranh chấp này các bạn, mà tranh chấp với ai? Đi tranh chấp với bà Sáu hả? Bà đâu có quyền, mình là con mình có quyền thôi. Cho nên trong cái chuyện này đó, mấy bữa trước em có nói chuyện với một người bạn này cũng có một gia tài các bạn. Thì ổng cũng theo dõi cái vụ mà của Vũ Linh nè. Đó, cái xong em mới hỏi anh á, hỏi ổng á là anh có ghi di chúc lại cho con anh chưa? Anh có đứa con duy nhất khỏi nhà, có ghi di chúc lại chưa? Cái xong nói chưa có ghi. Vậy thôi đừng có để di chúc miệng nha, di chúc miệng là coi chừng sau này chị anh em gì đi đâu đó kiện á. Ôi trời ơi, tào lao, không có mấy vụ đó đâu. Trên giấy tờ ai cũng biết anh chỉ có một người con thôi. Chứ khi mà anh chết rồi đó là thằng con nó hưởng chứ ai hưởng. Đó, thằng con nó hưởng, ai hưởng, cần gì phải ghi di chúc. Đó, trên giấy tờ hợp pháp mà chị. Chứ ảnh cũng có gia tài các bạn, có gia tài cũng mấy căn nhà đó. Mấy căn nhà cũng tính là khẩm tiền phải không? Cho nên sau này đó, ảnh chưa có ghi di chúc, còn trẻ mà. Còn lớn hơn em có mấy tuổi à. Đó, ổng chưa ghi di chúc gì hết á, nói thôi mốt chết có thằng con nó hưởng rồi. Lỡ như chốt đột chết đột ngột có còn mấy mốt thì chắc phải ghi nha. Còn lỡ như chốt đột chết đột ngột lúc này á hay bị nhức đầu lắm, mà các bạn biết á, cái bệnh mà đột quỵ đó bây giờ nó hay xảy ra bất cứ ở tuổi nào đó. Cho nên ông hay bị nhức đầu, ông có nói tối ngày có hỏi ảnh không à có ghi di chúc chữa nhà, đừng chơi di chúc miệng nha. Nó không sao đâu, anh có đứa con duy nhất à, không sao đâu, có gì nó hưởng. Có anh chị em thì có chừng mốt vô giành giật gia tài, giống như vụ của Vũ Linh thì thấy bà nữa. Nó không có vụ đó đâu. Con của mình thì bắt buộc mình phải hưởng, mình phải cho như vậy, trừ khi là mình muốn để là những người nào khác. Thí dụ mình cho một phần, bây giờ mình có 3 căn nhà đi, mình cho con mình 2 căn, đúng không? Thì mình phải ghi, mình muốn cho người khác một căn nữa đó, hay là cho người khác vô ở hay gì đó, mình phải ghi giấy tờ đàng hoàng. Nó sau khi tôi chết,
Tôi có 3 căn nhà, 2 căn là một người con của tôi hưởng, còn một căn kia thì tôi cho người chị, người em, người bác, người cháu, người cô vậy đó. Phải ghi rõ ràng. Còn nếu như mà không ghi rõ ràng xuống thì con của ảnh sẽ hưởng hết. Thấy không các bạn? Cho nên mình thấy rồi mà, mình đã có con rồi thì con mình hưởng chứ ai hưởng, đâu có cần phải ghi chút gì đâu. Nhưng mà phải nên có. Để làm gì? Để tránh bị tranh chấp. Tránh bị tranh chấp. Người ta ghi di chúc là khi thế nào? Khi nào người ta muốn để lại cho những người khác, trong một phần nào trong đó. Chẳng hạn như những người tỷ phú, những người tỷ phú thế giới nha các bạn. Chẳng hạn như bây giờ mình có một người tại nổi tiếng Hồng Kông đi, hình như là Thành Long. Thành Long gia tài hình như là cũng mấy chục triệu đô hay là mấy trăm triệu đô vậy, em không nhớ. Em coi coi Thành Long có khoảng bao nhiêu gia tài nha. Thì rồi sau đó em nói tiếp. Ồ, Châu Nhẫn Phát nữa. Châu Nhẫn Phát nữa các bạn. Jackie Chan Network. À, thì hiện nay là Jackie Chan đó, trong 2023 này đó, Jackie Chan đó là Thành Long đó, là có khoảng 400 triệu đô. 400 triệu đô. Nhưng ảnh đã nói rồi, khi mà ảnh chết, ảnh sẽ từ thiện hết những số tiền. Ồ, ảnh hay là Châu Nhẫn Phát ta? Một trong hai người đó, nó cho chắc là hai người luôn, thì đã từ thiện hết những số tiền đó và để cho con mình 1 triệu đô thôi. Cho nên người ta đã nói rõ rồi, người ta đã ghi di chúc, người ta nói rõ. Ta nói là sau khi tôi chết, tất cả tiền của tôi thuộc về cái công ty từ thiện nào đó đó. Rồi, xong rồi, còn 1 triệu là của con của tôi. Tỷ phú Bill Gates cũng vậy. Sau khi chết, tất cả gia tài đều thuộc về những người mà làm từ thiện hết, của công ty từ thiện hết. Còn con của mình chỉ được có vài triệu thôi. Thì họ đã ghi rõ ràng như vậy rồi. Cho nên khi mà mình biết là mình muốn đưa cái gì cho ai đó thì chắc chắn phải có cái tờ di chúc đó. Thì bây giờ bên kia đang sống ảo tưởng, đang sống ảo tưởng, bên phe Hồng Phượng đang sống ảo tưởng. Tại vì ảo tưởng là sao? Tại vì thấy lúc mà còn sống đó, tôi đánh mất 5 căn nhà, tôi bán luôn cái nhà từ đường, tôi ăn luôn 1.000 cây vàng, mà anh Vũ Linh cũng không nói gì hết, anh Năm tôi không nói gì hết. Cho nên cứ nghĩ là anh Năm tôi thương tôi, anh Năm tôi sẽ để lại cái gia tài cho tôi. Ủa gì vậy? Như để lại gia tài cho bà. Như vậy rồi con gái của anh làm sao? Con gái của anh sống khổ như thế nào? Khi mà lấy chồng có nhiều lúc túng thiếu không tiền, thì tiền đâu làm đám ma? Tiền đâu làm đám ma? Cho nên sau bây giờ Hồng Loan mới được phát lên thôi các bạn. Mà anh phát lên được cái gì? Là nhờ khán giả ủng hộ. Mà khán giả của ai? Khán giả của anh Vũ Linh ủng hộ. Nếu như không nhờ khán giả thì làm sao mà có ngày hôm nay, đúng không? Cho nên có nhiều người nghệ sĩ, người ta nói câu vậy nè: tôi không cần khán giả. Là sai. Ai nuôi mình? Ai nuôi mình? Khán giả nuôi mình, chứ không phải tự mình mà có tiền đâu. Mình diễn hay, mình hát hay, mình ca hay, mình làm cái gì hay mà không có người ủng hộ, không có khán giả, không có khách hàng thì làm sao mình có tiền vô túi, đúng không? Chứ không phải mình nói ô trời ơi, tôi không phải sống nhờ khán giả nha. Không nhờ khán giả về tiền hôm nay nè, ở đâu mà có? Những người từ làm từ thiện, những người công ty từ thiện không có tiền của Mạnh Thường Quân, lấy đâu ra cho những người nghèo, lấy đâu ra cho những nuôi thân mình? Các bạn để ý đi, những người làm từ thiện đa số là nhờ giàu. Họ giàu bằng cách nào? Họ chích ra những cái tiền mà từ thiện đó đó, họ kinh doanh tiếp tục. Cái luật lệ ở Mỹ này đây, họ cho mình mở công ty từ thiện và lấy cái số tiền đó để mà làm chích ra để mà làm kinh doanh, để làm cho cái số tiền trong cái quỹ từ thiện mình nó tăng lên nữa. Cho nên chính vì vậy tại sao rất là nhiều người mở quỹ từ thiện, mở quỹ từ thiện, mở chùa, mở này mở nọ. Đó là cái then chốt. Sống ở Mỹ là nó như vậy đó các bạn. Tiền lắm đó nha. Có một ông này, ông chuyên môn đi xin quyên góp, đi làm từ thiện giúp đỡ bên Việt Nam, nhưng ông không đi làm hết, tối ngày cứ lên xin. Và các bạn biết không, ở sau lưng ông có 5 căn apartment, không đi làm, không có kinh doanh, không mở tiệm, không gì hết, mà làm tiền đâu mà mua 5 căn apartment đó. Giờ có những người đi nói lên thuyết pháp này nọ này nọ, mà sau lưng có 4-5 căn nhà, tiền đâu ra? Đó các bạn thấy chưa? Cho nên ở Mỹ này, tại sao rất là nhiều người ta đi thích mở công ty từ thiện, thích làm từ thiện, thích mở chùa? Đó là cái điểm đó đó các bạn. Các bạn hiểu rồi chứ gì? Cho nên cuộc sống này, bất cứ ai cũng vậy, cũng vì tiền thôi. Vì tiền thôi.
Nhưng các bạn thấy anh Vũ Linh không xin xỏ không gì hết, em mình bị khổ cứ giúp. Ảnh từng nói mà bà Sáu ông Bảy đã hại ông hết 20 năm chờ, 20 năm chờ cái thời điểm mà làm rất là nhiều tiền, cho nên ăn rất là ổng rất là nhiều, thậm chí đang hát chuẩn bị lên hát mà xã hội đen tìm tới luôn, là các bạn thấy cỡ nào rồi, đúng không? Cho nên các bạn thấy đó, cho nên chính vì vậy đó bà Sáu với ông Bảy nghĩ rằng là anh Vũ Linh sẽ để lại cái gia tài cho họ, tại vì thương họ để lại gia tài cho họ, cái đó là lầm rồi. Ảnh tốt thôi, nhưng mà ảnh chỉ có một người con gái duy nhất thôi các bạn. Nếu như thực sự lúc ảnh còn sống mà ảnh biết trước mấy người này sẽ dành với con ảnh á, thì chắc chắn ảnh sẽ ghi cái di chúc rõ ràng để rằng cái tất cả gia tài này chỉ thuộc về Hồng Loan, thuộc về Hồng Loan thôi. Thì lúc đó khỏi tranh cãi, khỏi tranh cãi, tranh cãi làm chi chó mệt, đúng không các bạn? Thì các bạn cũng thấy rồi đó, tất cả mọi chuyện đều có cái sự xảy ra của nó. Cái gì cũng vậy, có lửa thì mới có khói, đúng không? Thì bây giờ gần đây nhất thì em có thấy ông Sạc Thành cách đây vài tiếng đồng hồ, ông có lên livestream, ông nói về cái vấn đề mà chỉ trích về cái vấn đề mà Hồng Loan kêu gọi điền vào cái thông tin mà quyên góp đó các bạn. Thì bây giờ mình nghe ông nói như thế nào nha, rồi mình sẽ đi từng bước nha. Bây giờ mình sẽ nghe đây. Ông vô tư đi con, U70. Đây nè các bạn, đó. Giờ mình nghe nha. Đấy là tôi xong tịch rồi có cái gì làm mà cái gì tài khoản Việt Nam mới đẩy kia thông tin. Trời ơi, thông tin gì cô bé ơi, tôi không có nhận tiền mấy gì của ai hết á. Còn cái bà liễu gì đó, ổng nói rằng là ổng không có nhận tiền của ai hết. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Đó là tự động mở gửi vô, bả năn nỉ làm ơn mua đồ cúng 49 ngày dùm. À, chứ tôi cũng chả biết bả là ai nữa. À, tức là có một cái cô nào đó tên là Liễu đã tự động gửi tiền cho ổng, kêu nhờ ổng cúng. À, tự động gửi vô bây giờ sẽ đòi tiền. Bây giờ muốn đòi không? Mấy người mà lại ăn 49 ngày đó, trong đó có nghệ sĩ thì kia đó, kêu họ ối ra mà trả lời. Tức là cái bà Liễu này đây không biết bà gỡ chắc không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà sau khi bị cái drama, cái dư luận ồn ào như vậy đó, cho nên là bà ổng đã tìm ra ông này để mà đòi tiền lại số tiền đó. Nhưng mà thật sự ra khi mà ổng nói cái câu này là người ta tự động kiếm năn nỉ để người ta cúng giùm, thì những cái chuyện đó đã xảy ra rất là nhiều, nhiều thường xuyên trong những cái vấn đề khác. Có nhiều người, nói chung sẽ giả sử như em là có nhiều lần em giúp đỡ những người bên Việt Nam, thì có những người mà khán giả yêu thương trên kênh của em đó đã tìm tới em, nhờ em để mà chuyển số tiền đó để giúp cho, hay là mua bánh gì đó, để đi ra chợ Costco mua bánh gì đó để mà gỡ về bên Việt Nam giùm. Thì cái đó tự động họ nhờ mình, chứ mình không có kêu gọi hay là không gì hết. Thì có nhiều trường hợp giống như vậy nó có xảy ra nha các bạn. Tại cái này em nói đây đó là mình nói theo cái cộng tâm để mình coi coi có nó đúng hay là nó sai. Cái chuyện này thì có thể có khả năng là đúng. Ờ, tại sao kia rồi cái gì đó, mà nãy đọc cái thông tin người ta gửi đó, kêu hoài mà không ai làm tin hết à. Không, cái bà đó là lúc trước đó là ngồi bán mấy quần áo đó, rồi bà mua rồi xong rồi bà ta gửi trong, bà gửi vô thì cũng vui vẻ, rồi sau này có chuyện này thì bà nghe lời mấy người bên này. Thì lúc đầu ai cũng thấy cái sự việc nó như vậy, cho nên ai cũng muốn đóng góp cho anh Vũ Linh gãi rất vui vẻ. Sau khi cái chuyện bùng phát ra thì bây giờ người ta tới người ta đòi tiền đó, các bạn thấy không? Thì bữa bà vô bà gọi bà kêu đó, bà kêu anh trả lời, kêu cậu trả lời, cậu nói tôi nói chị nghe, tôi không có xin chị mà tôi cũng không có kêu, tự động chị lấy tài khoản tôi chị gửi vô, chị kêu mua đồ, chị năn nỉ mua dùng đồ để cúng, bây giờ chị biểu đòi lại thì giờ tôi biết lấy cái đâu tôi trả, giờ muốn đòi lại ngàn người chết á, đòi chưa ăn gì hết rồi. Kệ nó muốn đi đâu nó chơi, đi kệ nó, chị tụi nó
tôi đâu có xin gì đâu, giờ muốn với lại mấy người đó văn nghệ sẽ có để đàn nhạc rồi ăn uống rồi cúng hết trên cái 100 triệu đó lại đó, kêu ai đó, ai đó có đó thì trả lại đi. Tối ngày lên thông tin 4-5 tháng nay rồi hết trời gì đó, cái đòi nghe trả ai đi đó, nghệ sĩ trả ai đi cơ tiền phúng điếu hết đó. À, ông nói rằng nghệ sĩ trả ai đi tiền phúng điếu hết. Vì có một kỳ Quách Tấn Du cũng đã thừa nhận rằng mình có cho một chút xíu tiền nha các bạn. Cho nên cái này ông này ông nói sai cái phần này là Quách Tấn Du có tặng tiền. Rồi sau đó thì các bạn nghĩ xem, chị Ngọc Quyền cũng có ở đó. Rồi những người bên nghệ sĩ bên nước ngoài có gỡ tiền về hay không nữa? Có sao không có? Đúng không? Có sao không có? Rồi sau này mới lòi ra là chị Thanh Thanh Tâm cũng có gỡ về một số tiền. Rồi chị Tài Linh cũng có gỡ một số tiền. Nhưng mà cái câu chuyện đó em đã quên rồi, em sẽ phải hỏi lại coi như thế nào. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Nói đi gia đình An cũng vậy, họ không đi. Có vài người họ đi đó, đó hết số tiền chứ. Và phản đi họ đi chơi không đâu không đủ đó. Thì ngay cái đám tắm ma đó Khương Dừa cũng có tới, không lẽ Khương Dừa không có cho tiền các bạn? Chắc cũng phải bỏ số tiền do nhỏ nào đó, cũng vài triệu đồng hay là 5 triệu, 10 triệu gì đó. Khương Dừa có tới đám ma, Khương Dừa có thừa nhận là Khương Dừa có tới đám ma. Cho nên các bạn, ông này ông nói là nghệ sĩ thì Khương Dừa cũng là trong nhóm của nghệ sĩ, cũng showbiz, là những người tổ chức những cái sự kiện của chương trình này, chương trình nọ đó các bạn. Cho nên không lẽ Khương Dừa không cho đó. Còn chưa tính những người mà từ phương xa đó. Còn chị Việt Hương á, thì chị hình như chị không có đưa tiền, nhưng mà chị cung cấp những cái gì đó mà liên quan tới đám ma, chị đều cung cấp cho người đem tới hết. Các bạn thấy đó. Cho nên ông này ông nói là nghệ sĩ không đi tiền, cái đó là hơi sai nha. Bây giờ mình nghe tiếp. Ừ, rồi theo cái tiền viên đá là tại sao không mở con mắt rộng lớn ra mà coi hỏi cái viên đá, cái mộ đó chứ. Ở đâu ra vậy, tiền ở đâu ra, gia đình có bỏ được cách nào không? Cúng thất gia đình có bỏ ra không? 49 ngày gia đình có bỏ ra không? Không bỏ ra cách nào hết. Mà cái mộ hoàn thành đó thì khen thì đẹp, người lên khen nức nở mà lên. Cũng 49 ngày cũng lâu rồi, mà 100 ngày thì là rất là lớn. 100 ngày thì mấy người này hình như không có tới. 49 ngày chắc lúc đó là chưa có chuyện lớn xảy ra, cho nên 49 ngày rất là lớn, cũng như rất là lớn. Tại lúc đó em cũng không có để ý tới cái sự việc này, cho nên em không có nhớ rõ là 49 ngày ra sao. Em có đi 49 ngày của ba Diệp Lan thì còn 49 ngày của Vũ Linh thì em không có để ý tới, em không có nhớ rõ các bạn. Bây giờ mình coi tiếp nha. Tới ta là tiền đâu ra vậy? Hả, tiền đâu ra? Tại sao không biết mà động não đó? Ủa, cái tiền đó đâu ra vậy? Mà kêu hỏi giờ đòi lại để lấy danh dự cho ba. Lấy danh dự gì? Từ ngày bệnh tới ngày mất cũng không bỏ ra một đồng. Không ai bỏ ra một đồng. Người ta làm cho hết rồi, bây giờ lên cái... Nói là từ ngày bệnh cho tới ngày mất không bỏ ra một đồng. Như vậy những khi mà Hồng Loan đi thăm, không lẽ không mua cháo, không mua này nọ, thì cũng đó cũng là bỏ ra rồi các bạn. Không lẽ không mua đồ ăn, cũng phải mua. Lúc mà Vũ Linh ở nhà, không lẽ tới thăm không mua quà, mua cát, cũng phải mua. Như vậy tại sao nó là không bỏ? Cái đó là hơi sai rồi nha các bạn. Đi sao kê, sao kê. Đó, thì đó, mấy cái đám ma đó thì kêu sao kê đi. Theo một tập đoàn nó đứng sau lưng chỉ dạy, chỉ những cái khai không đúng không à. Hôm nào hôm nay tôi không nói, hôm nay tôi nói lần cuối cùng đó. Cái câu này ông nói có thể có lý nè các bạn. Cho nên Hồng Loan hãy cẩn thận khi mà mình làm những chuyện gì đó. Mình làm những chuyện đó, mình làm những cái chuyện gì đó mà mình phải tìm hiểu cho kỹ. Và mình phải tham khảo, tại vì mình đang có luật sư, mình tham khảo luật sư coi mình làm những cái chuyện đó có đúng hay không. Chứ đừng có để cho những người khác bên cạnh mình dẫn dắt, là lúc đó sau này mình sẽ bị thanh bại danh liệt gì đó các bạn. Cho nên phải cẩn thận những cái chuyện đó. Tại bây giờ đó có nhiều người người ta thấy cái gì cái ta nhầy vô, người ta chỉ điểm này chỉ điểm nọ, là coi chừng là mình bị dướng bẫy, sau này là một cái tai hại. Cho nên cái gì cũng vậy, mình phải tham khảo. Và những cái gì người nào chỉ điểm mình gì đó thì mình nhớ phải ghi âm lại, để khéo sau này người ta trở mặt với mình, khéo sơ nào người ta trở mặt nha. Không thôi khi mình không có bằng chứng gì, mình nói ô người này xúi tôi làm gì này nọ nhỏ, sau này bể ra đi, cái người kia sẽ đổ thừa là tất cả là do mình. Tại vì mình là người trong cuộc, cho nên họ có thể quyền đổ thừa tại vì mình quyết định, chứ không phải tại họ. Cho nên ông này ông nói là có người nào suối đó, cho nên phải cẩn thận những chuyện đó. Có thể có khả năng xảy ra nha các bạn. Cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mình sẽ ngừa cho mình trước. Khi mà người ta chỉ mình làm cái gì đó, mình nhớ ghi âm lại, để sau này mình phản biện, chứ không có gì hết. Bây giờ nghe tiếp nha.
không thèm nói nữa. Cái đám ma nó như vậy là con muốn cái gì nữa? 49 ngày người ta lo, từ ngày thất từ kia ai lo, ai có cái gia đình nào có bỏ, cái nào là không bỏ hết, không bỏ gì hết. Mộ vừa xong lên ai bỏ tiền ra? Gia đình có bỏ được cách nào không? Gia đình cũng đâu có tiền đâu mà bỏ. Từ người cô con gái tới người... Thì cái thờ đó đó là Hồng Loan rất là cực khổ, không có tiền để mà lo. Cho nên lúc đó Hồng Loan mới đồng ý nhờ kêu gọi cho để mà giúp đỡ. Thì lúc đó đó là tới ngày kêu, chỉ kêu gọi tới ngày 3, tới ngày 25 tây tháng 3 thôi, rồi sau đó thì đã ngưng. Những sau đó không có trách nhiệm nữa. Đó. Người thân trong gia đình họ có bao nhiêu họ bỏ được, con gái thì không bỏ một cách nào. Con gái đâu có tiền đâu bỏ các bạn. Lúc đó Hồng Loan rất là cực khổ. Mà tối ngày cứ lên là biểu người ta sao kê, sao kê ra đó, ăn chặn tiền gì. Cứ đặt chuyện muốn hại người ta không à. Hại người ta được cái gì, được sung sướng không? Cái đầu óc sao mấy người không động não, không phải họ không biết, họ biết chứ. Nhưng họ muốn kiếm chuyện như vậy thôi. Ai đi cả trên cả tỷ. Đây nghe lại khúc này coi. Ma trên gọi tỷ cả tỷ. Nói tiền nó ma trên gọi tỷ cả tỷ. Ai đi cả trên cả tỷ. Thì cái tiền này đây là quy ra trên cả tỷ, tỷ 2, tỷ 3 đó. Thì là do bà Ni này, bà nói là cái số tiền mà người ta đưa trong cái thông tin đó. Nhưng mà cái đó đó mình phải kiểm soát cho kỹ nữa. Mình phải kiểm soát lại cho kỹ, mình phải chứng minh cho kỹ rằng. Tại vì nhiều khi bên phe Hồng Phượng hay Dĩ Làm Bộ nhảy vào, điền vào thông tin giả nữa. Cho nên mình không biết được là thật hay giả như thế nào. Nhưng mà những cái thông tin đó đó là để làm, để mà đưa ra đó, không phải là để đưa ra kiện cáo gì, mà là để đưa ra để mà Hồng Loan để mà trả cái ơn đó lại cho những cái người đã phúng điếu đó thôi. Nhưng mà mình những cái đó đó mình chưa chắc gì cái thông tin đó là chính xác. Cái chính xác nhất là phải đưa, bắt họ phải đưa ra những cái mà, nếu như chuyển khoản thì phải đưa ra những cái mà quá đơn chuyển khoản. Còn từ Mỹ, từ Canada, từ nước ngoài mà gỡ về đó thì phải đưa ra những cái biên lai đó, những cái receipt đó đó các bạn, thì họ mới nói là sự thật. Chứ bây giờ mình điền vào thông tin mình, ô tôi để vào 100.000 đô, ủa 100.000 đô ai nhận? Cho nên phải cẩn thận những chuyện đó nữa. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Vu oan vu khống người ta không à, để đó cơ quan nhà nước đó là họ nghe. Quyệt cái này kia còn không có đưa ở nhà không mà ăn không ở nhà. Rồi bây giờ đi đây đi vu khống người ta là ăn chặn tiền, lấy danh dự cho người này, lấy danh dự người kia. Cái này là Loan không có vu khống, Loan chỉ muốn lấy lại cái danh dự cho anh Vũ Linh, để coi có những người nào có lợi dụng hay không. Đó. Nhưng mà nói thiệt chứ, khi mà là ai làm từ thiện đó, đa số người làm từ thiện rất là giàu trong cái vụ làm từ thiện nha các bạn. Thì có một người đã lợi dụng trong cái vụ từ thiện mà bây giờ làm có khá lên luôn nha các bạn. Khá lên luôn đó. Thì em nói như vậy là các bạn cũng biết, cái người này đã lợi dụng 5 chú tiểu để xây mấy cái cầu, nhờ những cái tiền trong cái cầu đó mà giàu lên. Thì các bạn thử đoán đi người đó là ai nha. Ăn ở cho có đức một chút đi. Mấy người hùa theo để bảo vệ cho những cái sai. Cái người ta làm đúng thì người mấy người chửi người ta. What you doing? Cái đồng nào không cho ta cũng không dám lấy nữa. Cái Trần nó coi Trần trúng. Ngày qua đây chào các ông bà nè. Chào xong đi. Đây hai các ông bà đi. Chào các ông bà. Ừ, còn 2 tuần nữa đi học rồi nha. Ok. Đó, thì rồi. Ăn chip nhiều quá tối ho nữa bây giờ đó. Chờ. Đó, thì các bạn cũng thấy đó là cái sự việc, cái gì cũng vậy, mình cũng có khói nó mới có lửa đúng không? Thì bây giờ còn một phần sau nữa cho các bạn nghe nha. Gì? Ta lấy cái tiền đó ta làm cho quy hoàng hơn không? Tiền vừa xong mới là nó không đầy đủ đâu hết.
cô tiên có hỏi thăm nữa là không có đủ đâu chị ơi, là xem mộ không biết. Cô tiên người ta mới ý kiến như vậy thôi, thì khán giả người ta xin, người ta xin góp một viên đá rồi đi lần nói lần cuối cùng, người ta xin chứ không có ai ai mà đi quyên hết, rồi không có kêu gọi từ thiện gì đó, tự động người ta xin năn nỉ còn vô nhiều người đó cậu ơi. Tức là nói rằng là người ta xin để mà được đóng góp thì có nhiều khúc, cái đó thì có thể có nha các bạn. Xin để được đóng góp tức là người ta tình nguyện, người ta bỏ ra chứ không có ai mà kêu gọi. Cái đó có nhiều trường hợp như vậy lắm. Có nhiều khán giả người ta yêu thương, người ta muốn đóng góp, đó, đóng góp chứ không có ai kêu gọi cả. Nhưng mà cái trường hợp của ông, của bên Phượng, Hồng Phượng này đây thì không biết nó như thế nào. Thí dụ như người ta cho mình, người ta tình nguyện người ta cho đi, thí dụ cái viên gạch đó đó là 100.000, cái người ta cho 1 triệu, như vậy thì mình 900.000 kia nó sẽ bay đi đâu đó. Cho nên ý của Hồng Loan mà kêu sao kê kia mà điền thông tin đó là cái phần đó đó, tại vì những cái vốn bỏ ra đó thì thí dụ như bây giờ gom quyên góp được 1 tỷ mà người ta bỏ ra có 400.000 thôi, 400 triệu thôi, như vậy còn 600 triệu kia bay đi đâu. Ý của Hồng Loan là như vậy, cho nên muốn rửa sạch là rửa sạch cái chỗ đó đó các bạn, chứ không phải ý người ta nói rằng là ô người này tự động cho, người ta cho, ủa tự động cho là một cái chuyện, nhưng mà cái giá trị của mình bỏ ra trong đó đó có đủ hết cái số tiền mà người ta đưa cho mình hay không, thì Hồng Loan muốn rửa sạch là rửa sạch những cái phần đó đó các bạn. Cảm ơn giúp dùm con, cho con gửi một ít góp viên đá cho cậu Năm, cậu Năm thần tượng của con, cậu làm ơn giúp dùm con. Người ta còn năn nỉ chưa, tôi đâu có kêu không, mà tôi không ai kêu gia đình của mình, mà khi trước khi làm tôi có nói gia đình ở bằng lòng hay là không, chính gia đình cũng mà bằng lòng. Rồi kêu tôi nhận giùm đi, nhận giùm như giờ nói tôi là ăn chặn này, sao kê đi, sao kê kế gì nó muốn sao kê, không lấy lại tiền thì trả tiền lại đi, đó lên mộ đó, trên mộ xong đó kêu cái người nằm nó trả. Tôi kêu người nằm trả là kêu anh Vũ Linh trả đó các bạn, thấy ghê chưa, người ta chết rồi người ta đâu có nói gì đâu. Anh Vũ Linh lúc còn sống á là không có xin xỏ ai cả, lúc chết rồi thì người nhà con gái hay gì đó không có tiền, cho nên những người khán giả yêu thương cho nên đã đóng góp một viên gạch. Mà cái viên gạch đó đó, cái vấn đề chỗ này đó, viên gạch đó thí dụ trị giá 100.000 mà người ta đóng góp tới 1 triệu, như vậy còn 900.000 kia bay đi đâu. Đó là cái điều quan trọng trong đó đó, chứ không phải là kêu sao kê, là kêu tại sao cái lấy tiền, lấy tiền này đây nọ. Cái phần trong vấn cái then chốt trong đây đó là những cái tiền dư đó đó bay đi đâu. Cho nên có thể là Hồng Loan đã biết rõ được cái mộ đó tổng cộng chi phí được bao nhiêu, tại vì hoa viên phải biết, hoa viên có những cái giấy tờ đó là bao viên phải biết bao nhiêu, và bây giờ đó phải kêu lên làm tổng cộng, sử dụng cái mộ đó, tổng cộng chi phí là 500 triệu, tại bây giờ người ta quyên góp tới 1 tỷ mấy lần, như vậy 600-700 triệu kia bay đi đâu. Đó, cho nên cái chuyện mà Hồng Loan muốn lo đó, làm đó là làm về cái vấn đề đó đó các bạn, hiểu không, chứ không phải là kêu ô sao kê đi này nọ, không. Cái vấn đề là cái tổng số tiền đã chi phí là như vậy rồi, còn cái những cái phần dư đó ở đâu, không muốn người ta lợi dụng để mà ăn trên làm giàu trên xác chết của ba mình, là như là cái điểm chỗ đó đó. Cho nên hai bên bây giờ đang đấu nhau mà kịch liệt lắm các bạn. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, em sẽ chia sẻ tiếp vào ngày mai. Các bạn nhớ bấm like, bấm share và đặc biệt nhất là đăng ký để mà ủng hộ nha, và bình luận cho em biết luôn nha. Em xin hẹn, em chúc các bạn một ngày thật là đồng ấm bên gia đình của mình. Ngày thứ hai bên Mỹ đi làm tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Và ngày thứ ba bên Việt Nam cũng như vậy luôn nha. Lúc nào sức khỏe cũng là quan trọng nhất, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Nhớ bằng đăng ký, bấm like và share nha các bạn. Bye bye.